Yeah, đẹp quá. Thấy cái màu đẹp ghê. Cái màu đẹp. Màu trắng gương. Này là màu trắng gương đẹp. Đúng là bản Trung Quốc. Trên đồi ta. Biểu chỉ là một chỗ địa điểm. Nó có mà để chờ hello bạn vàng. Đặt chị lắm xăng thế bán xăng luôn. Rồi hỏi địch có cần mua xăng không bán cho. Mới đổ xăng luôn á. Phải đi xe xịn đàng hoàng nha. Đây tạo hiệu ứng. Xem đi. Mệt quá. Nhìn xe cứ như quạt quả ấy.
Đó rồi, bơm rồi đó.